sở ngoan. Để quan sát nhưng mà dễ chuẩn nhất. Dễ vào phòng trong. Đây là cô bác là xem kỹ cái tiêu bản này đi nhá. Vâng. Tiêu bản tiếp theo nào. Đây, tiêu bản tiếp theo. Mềm mỏng hấp được chưa? Vâng. Đúng rồi, lá thì này. Lá gì ạ? Hình như nấm này. Lá gì ạ? Của cái này ạ? Chất trắng bên trong, chất trắng bên ngoài. Ra hình như một cái lá kiểu nhão. Cái lá. Đúng rồi, đây là một cái lá. Thịt lá. Thì cái phần sau nó cây này là chất xám. Được chưa? Còn đau quanh phía ngoài đây thì nó gọi là chất xám. Được chưa? Chất xám thì được cố tạo nên mở ra. Lớp này thì nó gọi là lớp phật tử. Lớp thứ 2 thì nó phải là gân ná. Bây giờ trên cái bản này các anh chị chúng ta chỉ cần xác định cho tôi để một chất xám, chất trắng, được. Hai là cái gì? Là lớp, có lớp phân tử này. Lớp phân tử. Lớp thế nào? Phu kim. Lớp hạt. Lớp hạt là lớp nào? Hạt ở giữa gần gần nhỉ? Gần là. Bố xuống kia. Dễ chặn. Cái dễ xem thì phải dễ chặt đấy. Nghe có 10 cái.